họng luôn á mà đi chơi vậy. Bữa nay chủ nhật rảnh chở Phúc với Vi đi công viên nha các bạn ơi. Nhưng mà trước khi đi công viên thì có mua gì hamburger, gà với lại coca. Ăn xong rồi qua công viên chơi nha. Mấy bạn chiều nay mình đi thả nhiều luôn á. Công viên mình đó. Đó. Có sữa tươi rồi kêu ơi. Rồi lên đây. Khác không Phúc? Chơi một khác này. Đi chơi một khác này. Chơi cầu trượt. Thank you.